Đoàn cảnh sát cơ động diễu hành kỵ binh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng ngàn người trầm trồ. Tối 17 tháng 8, phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt người đổ về xem biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam, Tổ quốc trong tim tôi và chương trình biểu diễn nhạc kèn Công an nhân dân, diễu hành kỵ binh. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 19 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chúc mừng Công an thành phố Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngay sau đêm nhạc là phần biểu diễn nhạc kèn và diễu hành kỵ binh của lực lượng Công an nhân dân. Đây là lần đầu tiên cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước đó, đoàn kỵ binh đã biểu diễn ở nhiều dịp lễ lớn của đất nước. Người dân thích thú khi được xem tận mắt đoàn kỵ binh diễu hành. Cảnh sát cơ động kỵ binh là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động theo quyết định số 1256 ngày 1 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an. Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh có chức năng trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Những chú ngựa có giống từ Mông Cổ, nặng trung bình 300 đến 400 kg, được trang bị giáp toàn thân, kính chắn mắt, giáp bảo vệ các khớp chân, đầu gối. Đây là những chú ngựa có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, sự dẻo dai. Mỗi chiến sĩ cảnh sát đều trang bị súng AK, máy bộ đàm và dùi cui, diễu hành chậm rãi một vòng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.